Nhà cấp 4 một sẹt ngắn TX52, diện tích 6x18, thổ cư 108m, sổ hồng riêng, giá 3,2 tỷ, thương lượng trực tiếp với chủ. Và bây giờ em sẽ review trực tiếp căn nhà cho quý anh chị xem. Kính chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12. Hiện tại thì Phúc đang đứng ở rường TX52 một sẹt ngắn để giới thiệu tới quý anh chị một căn nhà cấp 4 có giá là 3,2 tỷ. Đây là đường dẫn vào căn nhà của chúng ta, có chiều ngang là 1,5 m, vẹo qua bên trái khoảng 4m là tới vị trí căn nhà của chúng ta. Phía trước nhà của chúng ta thì có một khoảng sân ngang 6m và chiều sâu vô là 4m, thoải mái để đậu xe máy nha quý anh chị. Đây căn nhà của chúng ta, nhà cấp 4, có diện tích là 6x18, sổ hồng riêng, thổ cư 100%. Chủ gửi cho Phúc với giá là 3,2 tỷ. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ. Chủ cũng nói là sẽ bớt lọc lá cho quý anh chị thiện chí. Và bây giờ chúng ta sẽ vào tham quan căn nhà. Phía trước là phòng khách của căn nhà chúng ta. Đây là hai vợ chồng anh chị chủ. Tiếp đến chúng ta sẽ có một phòng ngủ. Nhà thì cũng được dán gạch lên khoảng 2m, rất là sạch sẽ. Đây phòng ngủ của căn nhà. Hiện tại thì giá lô đất quanh khu vực đây với diện tích 6x18 thì cũng phải 3,4 tỷ, 3,5 tỷ. Riêng căn nhà này thì chủ gửi cho Phúc với giá 3,2 tỷ, giá rất là mềm nha quý anh chị. Giá này anh chủ nói chỉ bớt lọc lá cho chúng ta thôi nha, không có bớt nhiều. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem căn nhà và gặp trực tiếp với chủ. Ở đây là không gian phòng bếp của chúng ta. Do nhà của chúng ta có hình chữ L nên tạo một khoảng không phía bên đây rất là rộng, dùng để chứa đồ và làm bồn rửa chén, máy giặt đồ, rất là ok nha quý anh chị. Phúc xin nhắc lại căn nhà của chúng ta có diện tích là 6x18, thổ cư 100%, sổ hồng riêng, với giá là 3,2 tỷ. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ. Chủ sẽ bớt lọc lá cho chúng ta. Phía trước sân thì rất là rộng nha quý anh chị. Video review căn nhà 3,2 tỷ của em đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Quý anh chị nhớ nhấn đăng ký kênh và cái chuông để nhận được những thông báo mới về nhà và đất ở quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.